Hello, tiếp tục là Danh Hiển nha. Danh Hiển hôm nay bà con có gì đây? Lại là shipper giao cho Danh Hiển một cây kiếm thần quá trời bự nha bà con cô bác. Đó, để về Danh Hiển khui ra. Trong đây là cái gì nha bà con cô bác ơi. Rồi, bắt đầu Danh Hiển khui nha. Kéo dài ra coi. Wow. Quá. Một tấm, hai tấm, trời tấm dở rồi. Gặp chỗ khác người ta in đó là đối đầu nhau, hiểu không? Nghe. Đối đầu nhau với ta bỏ xuống bảng là vuốt luôn, đúng không? Dạ. Cái này phải cắt ra. Của ta với chỗ khác mà ta in đối đầu như này, bỏ vô cái bảng họp á. Như vậy phải cắt ra rồi xong rồi phải làm thêm một lớp. Quá đẹp. Đây, chào con cô bác nha. Là Dinh Hiển mở vừa mở quán mà vừa là chỗ gửi xe Honda gửi xe bọc tiết nha bà con cô bác. Đó. Lúc này Dinh Hiển làm ăn, Dinh Hiển kinh doanh cũng xuống sáng rồi. Bỏ ra hết của hết vốn luôn làm. Một phần lên, hai là đi theo bà con cô bác làm YouTube luôn. Đây chữ kéo. Rồi. Được một món này ha. Một món rồi mình cuốn cuốn lên thêm con cua mát cho đây là con quá để tiếp tục là cái món gì nhau con quá ơi. Đây đây tiếp còn nữa kìa, còn nhiều lắm, nhiều lắm bà con cô bác ơi. Đây tiếp tục cái gì nha, một ba lên. Wow, họ trời khô máu luôn mà bà con. Đó, làm đủ 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 cho rồi được con máu rồi, là in gì nữa cô Hảo tên ở trên thì chùm xuống ở vậy. Ở bên ngoài là hô in quá, ở bên ngoài này mà chưa in bản hộp là nó lấy liền, nó sẽ hai cái đó đối đầu liền để cho mình treo đầu trên. Đúng không? Dạ. Rồi thôi, mình cuốn cái này lại đi. Cuốn này lại, cái này chưa dùng tới rồi. Cái quán cơm nha bà con. Mình mở quán bán cơm luôn. Nhưng mà mình chưa dùng tới. Mình chỉ có dùng rửa xe với quán cà phê thôi. Thôi, mình lấy nước mình đo nữa chứ. Đúng không nữa, đúng giờ làm lại chắc bị lần kia rút kinh nghiệm rồi cậu, không sao đó. Lấy thuốc à, 80 12 12 tiếng thôi chứ thôi được rồi. Ok ông về. Mai mình làm xong mấy kia là mình gắn bảng thôi hả? Quấn lại nhau bà con cô bác, ngày mai cầu mình vô các bạn. Rồi tiếp tục coi là cái gì nha bà con cô bác ơi. Hợp vậy cái này nè, hướng dẫn ủa vẫn còn cái giọng hả? Vẫn còn cái giọng thì nhẹ đúng không?
50 đúng không? Đúng sẽ. Ok. Con tắm hay rồi. Ờ, cái này là hôm trước anh Hiếu à. Anh bù lại. Em tắm chứ? Rồi, giờ mày vô xe luôn rồi. Rồi, đã xong rồi, chào con cô bác nha. Hello, bye bye.